Các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương. Hôm nay thì tôi sẽ phân tích cho các bạn một cái bài học rất là quan trọng nha các bạn. Đó là chúng ta sẽ đi phân tích về những cái nhóm kháng sinh, những loại kháng sinh nào chúng ta có thể sử dụng được cho những dạng vi khuẩn nào. Các bạn lưu ý nhé, bài học này rất là quan trọng giúp cho các bạn hệ thống một cách tổng quát nhất và đi chi tiết vào để chúng ta xem là cái vi khuẩn nó sẽ bị tiêu diệt bởi những cái dạng kháng sinh nào để giúp chúng ta có được cái định hướng trong cái quá trình mà chúng ta điều trị cho trang trại các bạn sau này. Thì để dễ dàng cho các bạn nắm hơn á, thì tôi chia cái bảng này, các bạn chú ý nhé, bao gồm các cái vi khuẩn gram âm và các cái vi khuẩn gram dương. Các bạn chú ý nhé, bên đây á, là cái vi khuẩn gram dương nè các bạn, và ở bên đây là cái vi khuẩn gram âm. Và trong cái gram dương và gram âm các bạn thì nó lại chia ra thêm cái nhóm ở trên này các bạn, đó là cái vi khuẩn hiếu khí. Và lưu ý nhé, cái nhóm ở trên này nè là cái vi khuẩn hiếu khí, và cái nhóm ở dưới này nè là cái vi khuẩn kỵ khí. Và lưu ý nhé, cái nhóm dưới này là vi khuẩn kỵ khí, thì nó chia màu khác nhau để các bạn dễ nắm nè, như cái màu xanh nhạt nè hoặc là cái màu nhạt hơn chút xíu nữa. Và lưu ý nhé, đây là cái bốn phần của chúng ta nè, 1, 2, 3 và 4. Và các bạn lưu ý giúp tôi á, là tôi sẽ đi thành từng phần nhé các bạn, để cho các bạn nắm khái quát hơn. Ví dụ như là trong cái vi khuẩn gram dương á các bạn, mà nó hiếu khí á, và lưu ý nhé, đây là cái góc này nè các bạn, đây là cái nhóm vi khuẩn gram dương mà hiếu khí, thì nó bao gồm các cái cầu khuẩn chủ yếu nhất đó là cái streptococcus các bạn, hoặc là staphylococcus, hay là cái enterococcus chẳng hạn, hoặc là có thể là cái khuẩn que cũng có trong đây nữa các bạn, ví dụ như là cái bacillus nè, hay là cái listeria, hay là cái nocardia, hoặc là cái corynebacterium chẳng hạn. Rồi chú ý nhé, đây là cái nhóm gram dương mà hiếu khí, và những cái nhóm vi khuẩn gram âm mà hiếu khí các bạn, thì các bạn lưu ý là nó bao gồm các cái khuẩn cầu đôi. Và lưu ý nhé, đây là các cái khuẩn cầu đôi, hoặc là những cái dạng khuẩn que, ví dụ như là enterobacteria, hoặc là cái hemophilus, hay là cái pseudomonas chẳng hạn. Và lưu ý cái này nhé. Và trong những cái nhóm vi khuẩn mà gram dương nhưng mà nó lại kỵ khí, đây các bạn, gram dương kỵ khí, thì nó bao gồm những cái dạng như là cầu khuẩn giống như là cái peptostreptococcus, hoặc là những cái dạng khuẩn que, ví dụ như là Clostridium nữa các bạn, hoặc là cái Lactobacillus nè, hoặc là các cái dạng như là Actinomyces chẳng hạn. Và nếu như mà cái vi khuẩn gram âm mà kỵ khí các bạn, vi khuẩn gram âm mà kỵ khí, thì nó bao gồm các cái phần như là cái khuẩn cầu đôi nè các bạn, ví dụ như là cái Velonella nè, hoặc là các cái dạng khuẩn que, ví dụ như là cái Bacterios, hoặc là cái Fusobacterium, hay là những cái dạng cầu trực khuẩn. Đây các bạn, cái Pasteurella đó các bạn, Pasteurella là cái cầu trực khuẩn nha các bạn, mà lưu ý nha. Và ngoài ra các bạn, thì các bạn chú ý giúp tôi thêm á, là vi khuẩn nó có một số các cái dạng không điển hình. Đây các bạn, đây là nhóm vi khuẩn không điển hình, và nó chúng ta nhậm ram thì nó không có ra ram dương, cũng không có ra ram âm luôn. Tôi ví dụ như là cái Trypanosoma này các bạn, hoặc là cái Chlamydia này, hay là Mycoplasma này, hoặc là Rickettsia này, hay là Mycobacteria này, những cái nhóm này á, những cái dạng vi khuẩn này á, là nó là những cái dạng vi khuẩn không điển hình. Các bạn lưu ý nhé, những dạng vi khuẩn không điển hình. Và cái cách mà chúng ta phân biệt ram dương hay là ram âm, cái cách chúng ta nhậm màu như thế nào á, thì tôi đã có phân tích cho bạn một cái bài rất là chi tiết rồi. Các bạn xem lại cái bài đó giúp tôi nhé. Ở đây tôi sẽ không có nói lại cái phần đó nữa, mà chúng ta tập trung chúng ta đi phân tích các cái dạng kháng sinh. Thì các bạn nhìn trên hình nữa các bạn thấy đây, đây là những cái nhóm kháng sinh cephalosporin từ thế hệ 1, 2, 3, 4. Thì các bạn thấy nó có sự dịch chuyển nè. Đối với thế hệ 1 các bạn, thì nó sẽ điều trị được những cái dạng bệnh lý mà do những cái bạn vi khuẩn ram dương gây ra nhiều hơn so với ram âm. Các bạn lưu ý nhé. Thì cái cephalosporin cái thế hệ thứ nhất các bạn bao gồm một số dạng như là cái cephalosin nè, cefaroxin nè, hoặc là cái cefazolin chẳng hạn.
cái hoạt tính của nó thì như tôi nói tương đối yếu trên những cái vi khuẩn gram âm mà chúng ta đã được liệt kê lúc nãy đó. Và những cái gram âm này là gram âm hiếu khí nhé các bạn, mà lưu ý nhé, là những cái dạng gram âm hiếu khí chứ nó không có điều trị được những cái dạng gram âm mà trị khí ở dưới này đâu, các bạn lưu ý nhé. Cephaloporin đó thì tới cái thế hệ thứ hai các bạn, tới thế hệ thứ hai á thì cái phần mà gram âm nó được dịch chuyển nhiều hơn một chút, nhưng mà cái gram dương nó là dịch chuyển qua bên đây, tức là cái hoạt lực của cái cephaloporin ở thế hệ thứ hai các bạn thì nó mạnh hơn, tức là nó sẽ mạnh hơn những cái dạng cephaloporin thế hệ thứ nhất ở cái vi khuẩn gram âm mà hiếu khí, và lưu ý nhé. Nhưng mà tất nhiên nó sẽ yếu hơn thế hệ thứ ba rồi, thế hệ thứ ba các bạn thấy nó dịch chuyển qua đây nhiều hơn nữa. Nhưng mà ngược lại các bạn thì cái gram dương của nó đó thì nó điều trị cũng tương đối thôi chứ không có nhiều, các bạn lưu ý nhé. Và cái thế hệ thứ hai các bạn thì bao gồm những cái dạng ví dụ như là cái cefuroxim này, hoặc là cái cefaplor, hay là cái cefuxitin chẳng hạn, thì ở trong thú y chúng ta thì cái dạng cephaloporin thế hệ thứ hai này chúng ta ít khi chúng ta dùng. Và tiếp theo các bạn đó là cái cephaloporin thế hệ thứ ba, thì những cái dạng này chúng ta hay dùng nhiều nữa các bạn, ví dụ như là cái cefotaxim này, hay là cái ceftriaxone này, các bạn hay dùng rất là nhiều nè, hoặc là những cái dạng như là cái ceftibuten chẳng hạn. Thì thế hệ thứ ba các bạn nói chung là cái hoạt tính thường thì nó kém hơn, các bạn thấy rõ ràng nó dịch chuyển ở đây, tức là những cái gram dương nó điều trị gram dương kém hơn thế hệ thứ nhất rất là nhiều, mà lưu ý nhé. Nhưng mà cái điều trị cái gram âm mà hiếu khí nó lại tốt hơn, nên các bạn lưu ý nhé, những cái nhóm cephaloporin á không phải là nó ngang bằng nhau đâu, mà nó sẽ có cái khuynh hướng nó nghiêng về điều trị tốt hơn cho những cái dạng gram âm hiếu khí. Và đến cái thế hệ thứ tư các bạn, thế hệ thứ tư á, ví dụ như là cái cefabim chẳng hạn, thì đối với những cái dạng thế hệ thứ tư này có phổ kháng khuẩn rộng, các bạn thấy là nó kéo dài qua bên cái khu vực gram âm này rất là nhiều, tức là điều trị rất là tốt cho cái dạng gram âm này. Và cái điều trị của cái dạng gram dương mà hiếu khí các bạn thì nó cũng tương đối là tốt, giống như là cái thế hệ thứ ba, các bạn chú ý cái vấn đề này nhé. Cho nên đó là cái thế hệ thứ tư này các bạn người ta hay sử dụng rất là nhiều trong những cái dạng tiêu diệt cả cái vi khuẩn gram dương và gram âm luôn, các bạn chú ý các cái phần nhóm cephalosporin này. Và tiếp theo các bạn thấy đây là cái tetracycline này bạn. Cái nhóm tetracycline này, thì nó đều có thể điều trị được cả cái gram dương lẫn gram âm hiếu khí, và lưu ý nhé, cái tetracycline này điều trị được cả gram dương lẫn gram âm hiếu khí. Và ngoài ra các bạn nhóm maprolic, các bạn chú ý nhé, nhóm maprolic nó cũng điều trị rất là tốt cho những cái dạng vi khuẩn gram dương hiếu khí. Tuy nhiên cái gram âm hiếu khí á, nó điều trị không có tốt bằng cái tetracycline, cũng như là không điều trị tốt bằng những cái dạng như là cái cephaloporin, các bạn lưu ý nhé. Và các bạn chú ý thêm một cái vấn đề nữa là riêng cái nhóm aminoglycosid đây các bạn, cái nhóm aminoglycosid này nó nằm hoàn toàn ở bên trong cái vi khuẩn gram âm hiếu khí, cho nên nó không có điều trị được cho những cái loại khác, và lưu ý nhé, nó chỉ điều trị được cho những cái dạng vi khuẩn gram âm hiếu khí thôi. Đây là vấn đề các bạn đặc biệt lưu ý giúp tôi. Thì cái bài về cái kháng sinh aminoglycosid này đó, tôi đã có phân tích cho bạn bài rất là chi tiết rồi, các bạn xem lại cái bài này giúp tôi nhé. Và hiện tại các bạn thì trung tâm đào tạo thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương đang có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc hóa học, thuốc chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm chẩn đoán điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, và các cái quy trình chăn nuôi như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, và thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy hoặc một cô sẽ kèm một học viên trong giờ học, cho nên là chắc chắn sau khóa học giúp các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y thủy sản sau này. Thì các bạn nào mà muốn học tập như là muốn tìm hiểu thêm thông tin khóa học á, thì bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 153 057, các bạn hãy liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty như là các trang trại quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á,
thì các bạn cũng thể liên hệ bác sĩ Dương nhé. Thì chúng ta cùng quay trở lại bài học các bạn. Về cái phần tiếp theo các bạn, đó là về những cái vi khuẩn mà thuộc cái dạng kỵ khí. Vi khuẩn kỵ khí nữa các bạn, mà nó thuộc cái dạng gram dương á. Thì các bạn chú ý là cái penicillin hay là cái ami hoặc là cái vancomycin hay là cái linezolid hay là cái lindamycin nó có thể điều trị được cái dạng này. Tuy nhiên các bạn lưu ý là đối với cái lindamycin nó có thể điều trị được cả cho cái phần kỵ khí gram dương lẫn hiếu khí gram dương luôn. Các bạn lưu ý nhé, là kỵ khí gram dương lẫn hiếu khí gram dương. Và cái linda chúng ta nó còn trị được những cái phần mà ram âm kỵ khí luôn. Mà lưu ý nhé, linda này nó trị rất là tốt cho cái ram âm kỵ khí. Còn cái beni với lại cái âm bi chúng ta các bạn, thì nó nghiêng về cái phần ram dương hiếu khí nhiều hơn, tức là nó điều trị những cái phần ram dương kỵ khí nó tương đối kém so với cái vancomycin hoặc là cái lindamycin. Nên các bạn lưu ý trong cái lúc mà chúng ta dùng kháng sinh để chúng ta điều trị nhé, chúng ta biết cái nhóm nào nó nghiêng về bên nào thì chúng ta điều trị cho nó tốt hơn. Và một cái vấn đề nữa các bạn, đó là cái metronidazole. Các bạn lưu ý nhé, cái metronidazole này á thì nó có thể điều trị rất là tốt ở trên cả những cái vi khuẩn ram dương lẫn ram âm mà kỵ khí. Và lưu ý nhé, nó giống như là cái linda vậy đó bạn. Là cái metronidazole này nè, chúng ta cũng ứng dụng rất là nhiều ở trong thuốc y chúng ta. Và các bạn lưu ý thêm giúp tôi á, là đối với cái nhóm luoroquinolone, đây các bạn, cái nhóm luoroquinolone nè, thì nó sẽ điều trị được cho những cái dạng vi khuẩn ram dương và ram âm hiếu khí. Thì hiếu khí á bạn, tức là nó có cái levofloxacin nè các bạn, hoặc là cái ciproflaxacin. Đối với cái levo thì nó sẽ điều trị rất là tốt cho cái ram dương hiếu khí. Còn cái cipro thì nó sẽ điều trị rất là tốt cho cái ram âm hiếu khí. Các bạn lưu ý nhé, hai cái nó khác nhau. Và ngoài ra các bạn, một số những cái dạng, ví dụ như là cái carbapenem nè, hoặc là chloramphenicol nè, hay là những cái dạng tăng hoạt lực của penicillin, là tăng hoạt lực penicillin lên, ví dụ như là người ta thêm vào cái amox cái dạng lavulanic acid đó để tăng cái hoạt lực nó lên á, thì nó sẽ điều trị được rất là tốt cho những cái loại vi khuẩn cả ram dương, cả ram âm và cả hiếu khí lẫn kỵ khí luôn. Các bạn lưu ý cái vấn đề này nhé, nó điều trị rất là tốt. Và một cái vấn đề ở đây mà tôi muốn lưu ý cho các bạn, đó là về cái phần vi khuẩn mà nó không có điển hình. Như nãy tôi nói các bạn, cái Treponema này, Lamidia này, Mycoplasma này, hoặc là cái Cassia này, là Mycobacteria này. Đối với những cái dạng vi khuẩn không điển hình này, các bạn sử dụng giúp tôi một trong những cái dạng kháng sinh thuộc cái nhóm Marolic, hoặc là cái Tetracycline, hoặc là cái Fluoroquinolone. Các bạn chú ý nhé, chúng ta sử dụng một trong ba loại của cái nhóm kháng sinh này thì nó sẽ tiêu diệt được những cái dạng vi khuẩn này. Và cái cách mà chúng ta phân biệt vi khuẩn như thế nào, cách nhận ra như thế nào á, thì như lúc đầu tôi nói á, tôi đã có phân tích cho các bạn một bài rồi, các bạn xem lại nhé. Đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm cái bài học khác cách nhanh nhất, cũng như các bạn chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức. Và các bạn hãy bình luận bên dưới để giúp Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì trung tâm đào tạo thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương đang có các khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc và hóa hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, vắt. Các quy trình chăn nuôi như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, vắt. Thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy hoặc là một cô sẽ kèm một học viên trong giờ học, cho nên là chắc chắn sau khóa học giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như công tác về thú y thủy sản sau này. Thì các bạn nào mong muốn học tập như là muốn tìm hiểu thêm thông tin khóa học thì bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903153057. Các bạn thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty như là các trang trại quảng cáo về ngành về thuốc, con giống, thiết bị một chăn nuôi á, thì bạn cũng có thể liên hệ bác sĩ Dương nhé. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi học này và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học lần sau. Xin chào.